tánh vạn dân gìn giữ. Lão chúc cầu thiên hạ thái bình, đứng trung can hành thiện tri kinh, mong trên dưới cùng nhau hòa thuận. Đã thấy lộ cơ trời báo ứng, diệt loài gian tầm kiếm con tiên. Nở hồng trần túc ca trái tiền khiên, ta quyết dẹp cứu nàng dương thay. Nói chí đức hoàng thanh luật chế, đời không hay những việc xa vời. Gặp cơn mưa ta hãy cho tới, lúc hạn nắng từ bi giúp non. Cảnh thế tạo càng ngày thoáng mòn, giống di trùng thường đục phổi tim. Đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà lai thay. Kim giới cổ nhìn xem thấy hệ, sợ có ngày quách tội ư thiên. Nẻo đục trong càng tỏ cơ quyền, mật đã cạn lòng yêu chẳng màng. Ai coi qua xin đừng bỏ lãng, gắn công trình dạch lá tìm sâu. Nay dương trần gặp buổi mưa ngâu, phải sớm hứng giọt sương đông hạ. Điên nhân nghĩa điên dị đạo cả, thôi chào đời khép cửa buồn duyên. Có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình lầm lỗi thì rút bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc á phiện, chơi bời theo đàn đếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhị, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư,
ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai, hoặc quyền rủa vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phân bá nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo Pháp thường hay dung giới qua xét người cho tộc sẽ không tan. Nếu người rõ phần vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Sấy thì chương trình chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình tự thuyết hôm nay. Bên cạnh đó, sau còn những giây phút cuối của chương trình thì có chương trình giải đáp ghi vấn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày xưa có nói như thế này quý vị, những nhân sanh bất tế, bất kiến sanh diệu pháp, bất như sanh bất nhất nhật, nhi bất kiến liễu tri. Nghĩa là nếu người sống trăm tuổi không được nghe pháp thì chẳng bằng một người mà chỉ sống một ngày mà được nghe pháp quý vị. Mà hôm nay chúng ta rất là có nhân duyên nhiều tiền kiếp nên hội họp mà để cùng với nhau truyền bá kinh lành, mà Đức Thầy nói một đoạn như thế này: tầm sức nhỏ còn làm nên cán, người không lo có thẹn hay chăng. Thầy kêu nè, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi dù lượng. Dạ Nam Mô Phật. Mà hôm nay đạo tràng chúng ta trên dưới gần 40 đồng đạo gần xa để thể hiện qua câu hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành ha. Một lần nữa Hồng lại cảm ơn sự hiện diện cũng như Quy Hương, cảm ơn quý vị đã ủng hộ chương trình. Hôm nay thì có nhân viên rất là sâu, mà chủ Bụ Châu không phụ lời mời của đạo tràng. Dạ, chú Nhà Ý ủng hộ chú Đức Hạnh. Dạ, cái lời sau không phụ lời mời của đạo tràng, chú cũng nhận lời để đăng ký tự thuyết hôm nay. Thường lại trung tâm chúng ta vào thứ bảy và chủ nhật có món ăn tinh thần, có nghĩa là tự thuyết rất là đặc biệt, mà đề tài tự thuyết chú đưa lên theo Quy Hương nghĩ nha, rất là hay, mà nó thực tế, nó liên quan rất sâu về đường tu của chúng ta. Chú đưa lên đề tài là tu mau kịp hội Long Hoa, mà ai ai cũng muốn rằng được dự hội Long Hoa, hay là sâu sắc hơn nữa là về cực lạc ha chú quý đồng đạo. Mà tu mau, tu sao mới tu mau đây để kịp hội Long Hoa,
Mà đạo tràng của ta muốn hiểu như thế nào tu mau kịp để hội dự dự hội long qua như thế nào thì quý vị ơi, quý vị đừng bao giờ xa rời đạo tràng ha. Quý vị chọn một nơi nào rằng nhất đạo tràng đạo pháp giáo lý Phật giáo hòa hảo ủng hộ, bên cạnh đó tặng những cành hoa cho chú Bửu Liên cư sĩ sẽ đến với đạo tràng, cũng như đã và đang trên bước đường tu hành của chú, cũng như sự hiểu biết sẽ chia sẻ cho đạo tràng chúng ta được hiểu như thế nào là tu mau kịp để đến hội long qua đây, hay là đừng như thầy nói tu theo nước lớn dòng bèn thấy trôi không có gì, mà hôm nay thì chú lại nói là tu mau, mau là nhanh đó, để cho kịp, không thôi là không kịp nha, vô thường đến là không kịp đâu ha quý vị. Dạ Nam Mô Phật. Thôi nhưng mà quê hương chưa thấy cành hoa nào quý vị. Xin muốn cho linh động đạo tràng quý vị cho một tràng pháo tay hay là một tràng hoa tươi điều gì để tô đậm cho đạo tràng được linh động hơn, để cho giảng viên chúng ta có sự năng nổ hơn trên bước đường chia sẻ cũng như thuyết pháp cho đạo tràng chúng ta được thưởng thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con giới thiệu nãy giờ nhưng mà con chưa thấy chú Bửu Liên nhúng nhích cái áo. vậy mới gọi là phải phải chú Bửu Liên chứ. Thấy mờ xu xáo nhỏ nhưng mà con cũng vẫn thấy. Rồi, tín hiệu chú đã dơ lên xu xáo. Cũng đồng nghĩa rằng là quê hương sẽ xuống. Con xin cho biết lại cho chú bên cạnh đó cũng không quên. Quý vị ơi, vừa thích pháp cũng gửi đến đầu tràng những câu hỏi nha. Để chúng ta sau những cái giờ chú thuyết pháp thì chúng ta chuyển sang ở chương trình gián đáp. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật. Bửu Liên kính chào hết toàn cả chư đồng đạo có mặt trong đạo tràng không gian của Đạo Pháp Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo trong cái buổi tối hôm nay. Kính thưa toàn cả chư quý vị, vào cái tối thứ bảy và chủ nhật sẽ có một cái chương trình tự thuyết để nhằm đồng đạo chúng ta trợ duyên với nhau trên bước đường tu tập. Thì Bửu Liên hôm nay được cái nhân duyên, tức là được chia sẻ với quý vị. Thì trên màn ảnh thì giới thiệu là đồng đạo Bảy Siêu, là sự thật Bửu Liên cũng là Bảy Siêu đó quý vị. Nếu nói với Bảy Siêu thì đồng đạo chúng ta chắc cũng không có lạ gì ở trong làng đạo của mình. Nhưng sở dĩ mình lấy cái tên Bửu Liên cư sĩ, tức là mình xuất thân từ cư sĩ, nhưng mà mình muốn mình là một cái nhành sen báo mà được Đức Thầy dung dưỡng, làm sao đến cái ngày mà sen đơm nhị chỗ, cái ngày cuối cùng sẽ ngồi vào cái tòa sen đó. Cho nên Thầy nói là dốc chờ ngày sen đơm nhị chỗ, khỏi bùng lầy tông tổ hiển giang. Chính vì vậy mà mình lấy cái tên là Bửu Liên cư sĩ, chứ Bảy Siêu cũng thật là Bửu Liên đó quý vị. Thì kính thưa chư quý vị, sở dĩ Bửu Liên hôm nay thuyết cái đề tài tu mau kịp hội long qua, thì Đức Thầy ra đời, tức là nhân dân năm cái sắc lệnh, năm cái sắc lệnh. Cái sắc lệnh thứ nhất là của Đức Phật A Di Đà, nghĩa là muốn tu tỉnh nay đã gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Cái sắc lệnh thứ hai là của Đức Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Cái lệnh thứ ba là của Đức Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cục thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Cái sắc lệnh thứ tư là sắc lệnh của Đức Ngọc Đế, thừa dưng sắc lệnh của trời cùng ông Phật Tổ giáo đời khuyên dân. Cái sắc lệnh thứ năm là của Đức Minh Dương, điên này dưng lệnh Minh Dương với lệnh Phật Đường sai xuống cứu dân. Vậy vì Đức Thầy dâng năm sắc lệnh từ bên Tây Phương Cực Lạc, Bồng Lai Điên Giải có ngôi Tây Phương Cực Lạc không ngồi tòa sen, thối thân làm Bồ Tát để xuống cái cõi Ta Bà cứu độ chúng sinh. Khi Ngài giảng giải đạo lý và Ngài cho biết rằng Phật Dương đã chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả. Vậy thì sau này sẽ có một cái hội Long Hoa để chi?
để ban thưởng cho những người có tu hành và xử những người không có tu hành. Đây là cái hội Long Hoa đưa lên để thưởng và phạt. Thưởng và phạt. Không những một cái hội mà tới năm cái hội quý vị, năm cái hội. Thứ nhất là cái hội Long Hoa, cái thứ hai đó tức là cái hội Long Dân. Nào là luân lý tứ ân phải lo đền đáp, xác thân mới còn, ai mà sửa đặng vuông tròn, Long Dân đến hội lầu son giữa kề. Thêm một cái hội thứ ba nữa là cái hội Long Đình. Muốn xem được hội Long Đình thì dân hãy ráng sửa mình cho trơn, sửa mình cho trơn. Cái hội thứ tư nữa là tức là cái hội Rồng Mây Quần Tiên, quyết đưa chúng về nơi non thú, tạo lư bồng ngõ hội Quần Tiên. Và cái hội thứ năm tức là cái hội Trung Hiếu, cõi Trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh cho người Trung Hiếu. Vậy thì Đức Thầy ra đời dân năm sắc lệnh xuống đây để tuyển chọn những người có tu hành để vào năm cái hội, và tùy theo cái công đức mỏng dày mà chúng ta tu tập để chúng ta đạt vào từng quả gì, để ban thưởng cho xứng vị xứng ngôi quý vị. Mà trong giáo lý của Đức Thầy đưa ra rất là nhiều từ ngữ nói về hội Long Hoa, và thường khi đồng đạo chúng ta cũng chúc tụng với nhau đến cái ngày cuối cùng là sẽ có mặt trong ngày hội Long Hoa. Vậy thì Bửu Liên hôm nay trình bày cái hội Long Hoa. Như vậy thì chia ra làm 4 phần để cho đồng đạo chúng ta tiện bề theo dõi. Cái phần thứ nhất tức là giới thiệu hội Long Hoa. Cái phần thứ hai tức là tiêu chuẩn dự hội Long Hoa. Cái phần thứ ba tức là thành phần tham dự hội Long Hoa. Và cái phần thứ tư tức là mục đích của hội Long Hoa. Để đi vào cái phần thứ nhất tức là giới thiệu hội Long Hoa. Thì kính thưa toàn cả chư quý đồng đạo, cái hội Long Hoa ở đây được Đức Thầy dân năm sắc lệnh xuống, và sau này sẽ chuyển lập hội Long Hoa. Cái thời kỳ quá khứ thì được Nhiên Đăng cổ Phật lập Liên Trì hội 5.000 năm. Thì cái thời kỳ đó chúng ta chưa đắc đạo vãng sanh gì hết. Qua tới cái thời kỳ hiện tại tức là Đức Thích Ca Mâu Ni lập Linh Sơn hội 3.000 năm. Và còn 2.000 năm cho cái Long Hoa Đại hội trong cái thời kỳ Vị Lai. Thời kỳ Vị Lai mà Di Lặc Phật Tôn sau này sẽ trở lại lập hội. Và Di Lặc Phật Tôn tức là hóa thân của Đức Thầy chúng ta quý vị. Cho nên ông Ba Thới cho biết là 2.000 năm sử biến thất sơn, biến thiên biến địa, đổi nhân thay đời. Như vậy thì 2.000 năm hết chứ quý vị. Như vậy thì cộng lại là 10.000 năm. Mà Đức Thầy cho biết là muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ nguyên sắc lệnh khai kỳ Long Hoa. Như vậy thì muôn thu tức là 10.000 năm. Thiên định nhất kỳ là định trời định chỉ có một kỳ một thôi quý vị. Một kỳ. Tức là cái kỳ này là kỳ chót. Khai kỳ Long Hoa tức là mở cái hội Long Hoa để tuyển chọn cái người hiền đức. Như vậy thì cái hội Long Hoa 10.000 năm mới một lần. Mà Đức Thầy cho biết là chớ mong yến thử ẩm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Vậy thì 10.000 năm rồi, nhưng mà nó còn lẻ, mà lẻ ở đây tới mười mấy năm rồi quý vị, cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại hiếu giòn cho trẻ, cứ đau lưng đừng rẽ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ hoài dìa, trên hòa dưới thuận chớ lìa chớ phân. Long Hoa hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhớ. Vậy thì hội Long Hoa sốt sắng để khai mở. Mà sốt sắng khai mở thì bây giờ chúng ta phải tu mau tu gấp mới vào kịp. Ở đây tôi trình bày cái hội Long Hoa trước, rồi sau cái phần tu gấp sẽ đi vào cái phía sau. Phía sau. Như vậy thì cái hội Long Hoa được Đức Thầy giới thiệu, mà chúng ta đã tìm hiểu và chúng ta đang thực hiện. Đang thực hiện quý vị. Như vậy thì 10.000 năm mới lập một lần. May mắn thay trong đời hạ quân mạt pháp, chúng ta phước mỏng nghiệp dày, chướng sâu huệ cạn mà có Phật ra đời. Sau này sẽ có cái hội Long Hoa để tuyển chọn. Tuyển chọn đây là cái kỳ thi đó quý vị. Cái kỳ thi này gọi là cái kỳ thi công đức. Long Hoa vốn kỳ thi công đức, hạ quân là chính thức lọc lừa, lành nên làm, giữ nên chừa, thiện tồn ác thất mà thiên cơ định rồi. Ồ nãy giờ đồng đạo có nghe không? Sao thấy Bửu Liên không có cầm cái mic là sao ta? Cho tới cái Long Hoa 10.000 năm mới lập một lần. Mà cái hội này là để tuyển chọn những người tu hành cao công quả đó quý vị. Gọi là thi công đức.
Cho nên thầy nói khoa tràng lệnh mở hội ti, thi nên ta xuống bút dạy thị trần gian, chớ mình hồn giữa lâm sang thảnh thơi còn xuống thế gian làm gì. Đức thầy dẫn năm sắc lệnh xuống đây để khai mở năm cái hội và dạy cho chúng sanh tu tập, khi đủ cái điều kiện công đức viên mãn thì sẽ vào hội Long Hoa để được ban thưởng đó. Mà cái hội Long Hoa lập ở đâu quý vị? Cái hội Long Hoa lập ở đâu? Lập ở Thất Sơn, phải không? Cho nên Đức thầy cho biết là cả kiêu kìa hỡi lìa ai, quan trường chùi dứt mặt mài chùi lao, lui chân ra khỏi cho mau, tầm trong lánh đục tẩu đầu mới ngoan, theo ta đến chốn tiên bang đặng xem các nước hội hàng năm non. Như vậy thì hội ở năm non, mà năm non là năm cái dồ, mà năm cái dồ trong ruột của núi Ông Cấm quý vị, trong ruột núi Ông Cấm, tức dồ dồ đầu, dồ bà, dồ bồ hông, dồ ông bướm và dồ thiên tế, tức là năm cái dồ này. Sau này mà Đức thầy cho biết sấm vang thì lộ bản vàng, lúc đó đó thì năm cái non này mới hiện ra đền đài lộ vẻ đó quý vị. Mà thầy nói là trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý, miền bãi núi mà sao báo quý. Như vậy thì sau này Long Hoa khai mở mà ở tại vùng Thất Sơn, mà Đức thầy đã hẹn mình rồi, hẹn mình rồi, rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền noi tục cổ, mà tới thời thượng cổ điểu hòa mai. Như vậy thì Đức thầy đang ngồi chờ mình, noi theo tục cổ tức là bắt chước người xưa, mà tu tập ăn hiền ở lành rồi đó, thì sau này là điểu hòa mai, tức là chim đậu một cành. Muốn nói rằng người hiền sẽ gặp với nhau. Bây giờ kẻ sở người tề, mà hiền lương đến hội là cũng kề với nhau. Thầy trò gặp nhau, tôi chớ gặp nhau, trong cái hội Long Hoa, trong cái ngày mà thưởng đó quý vị, ban thưởng. Đó, núi rừng trổ ngọc cổ nà, Long Hoa lại trổ trên tòa thượng nguyên, Nam Bang một lá quế đơn, Long Hoa lập hội là Thất Sơn vui vậy. Khi mà cái hội Long Hoa lập hội thì cái Thất Sơn, tức là cái vùng bảy núi gọi là Thất Sơn màu nhiệm, thật vô cùng nhộn nhịp quý vị. Nó nhộn nhịp không thể nào dùng lời lẽ mà phàm tục mình mà diễn tả làm sao cho nó hết được, cho nó hết được. Như vậy thì chúng ta đã nhận định 10.000 năm mới có lập hội một lần, và lập tại cái vùng Thất Sơn, tức là cái vùng linh thiêng màu nhiệm. Như vậy thì bây giờ chúng ta muốn vào hội Long Hoa phải có một cái tiêu chuẩn đặc biệt mới được quý vị. Chứ không phải cái hội Long Hoa này ai muốn vào, vào người hung vào cũng được, mà người hiền vào cũng được. Không phải vậy, mà phải có một cái tiêu chuẩn nhất định mới vào được. Vậy thì cái tiêu chuẩn của cái người vào hội Long Hoa là gì? Đây Đức thầy giới thiệu, chúng tôi xin nhắc lại. Cái thứ nhất là chúng ta phải ăn chay. Ha, ăn chay. Mà thường khi người ta nói cái người bước vào cửa đạo là nhất định phải ăn chay. Thầy nói trong tam giáo ân cần mở đạo, trường ngoại bang phục đáo như xưa, Phật tiên dẫn chuyển lọc lừa, chúng sanh ráng nhớ muối dưa hội này. Vậy thì bây giờ muốn vào cái hội Long Hoa phải ăn muối với dưa, chứ nói cá thịt là miễn bàn quý vị. Miễn bàn, phải không? Tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Rõ ràng thoát khỏi tinh ma mà được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bãi núi nè, Đức thầy giới thiệu, trên bãi núi còn nhiều báo lạ. Báo lạ tức là cái báo mà chưa từng có người ở thế gian mà nhìn thấy quý vị. Kim ngân lưu ly hổ phách mã não xà cừ xích châu, những cái báo đó thế gian này không có, mà sau này nếu tu rồi vào hội mới thấy được. Ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, thầy kêu mình ráng tu tâm đi dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Như vậy thì cái người muốn vào hội Long Hoa phải ăn chay, phận tu hành đạm bạc rau tương miễn cầu đẳng an khương bốn bể, chứ không phải là cái người nào muốn vào là vào đâu, phải không? Cho nên cái người phải ăn chay. Ăn chay gọi là thương nhân mến vật đó, kiến kỳ sanh bất kiến kỳ tử, nghĩa là thấy con vật sống chứ không đành lòng thấy con vật chết. Mà cái người ăn chay rồi mới thật sự là hiền lành, thì cái người này mới đủ là tiêu chuẩn. Tôi nói quý vị nghe, không phải mình mà ăn chay mà tự mình khen mình. Khi cái người mà đến bệnh viện mà bố thí máu đó, người ta phải thử máu, thử coi cái loại máu nào tốt, người ta phân biệt. Nhưng cái người ăn chay trường rồi đó, đem vô thử máu, người ta rút máu là người ta muốn cho ai cho, người ta gọi là máu bác ái. Bệnh viện nó nói vậy đó quý vị. Miễn rút ra cho là nó nói cái máu này là không cần thử, tức là gọi là cái máu bác ái, muốn cho bất cứ một người nào cần máu là đều đem cho được hết. Thì quý vị thấy cái ăn chay nó quý cỡ nào. Như vậy thì ăn chay nó có nhiều cấp bậc. Cái bậc thứ nhất Đức thầy nói là sao? Chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Nhưng mà thôi, bây giờ tu mau, tu gấp, tu lẹ rồi, mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này. Bây giờ không có ăn chay kỳ, không có hứa nữa, mà phải chặt kỳ trường dưới lết nó mới tới hội Long Hoa kiểu gì. Chặt kỳ lết, phải không? Chặt kỳ trường dưới lết luôn.
Bây giờ có những cái món ăn chay rất là dễ ăn chứ không phải cực khổ như hồi xưa. Phải không? Tàu hũ bằm ra trộn nướm giòn, ướt đường bột ngọt nắng thành con, tiêu tỏi khử dầu chiên thơm phức, ăn rồi tới chết vẫn còn ngon. Muốn nắng con gì cũng được, nhưng mà cái chất tàu hũ ăn rồi là tới chết. Cái quả lành đó, nó ngon cái chỗ đó gì? Đặc biệt, rất là đặc biệt. Phải không? Như vậy thì bây giờ cái người muốn vào trong hội Long Hoa phải ăn chay trường. Nhưng mà đồng đạo chúng ta đây là phải nói là chay thật tánh, chay tâm mới quý. Chỗ này mới đặc biệt, nó mới đi sâu vào. Ăn chay không phải ăn ngoài khẩu, mà trong cội gốc của tâm tánh đó. Chay trong đó mới thật sự là hiền lành, từ trong tâm mà hiền ra. Tức là thương con, thương nhân mến vật, từ trong Phật tánh của mình mà đi ra tới bên ngoài. Như vậy thì làm sao mình sát sanh được quý vị? Cho nên chính vì vậy mình mới đủ cái tiêu chuẩn vào hội Long Hoa. Vậy đó, nhưng mà ăn chay Đức Thầy thấy là chưa có đủ, cho nên mới đưa thêm mình một cái tiêu chuẩn thứ hai nữa là phải cúng lại mới được. Phải cúng lại. Tại vì chúng ta sanh ra trên cõi đời này, chúng ta thọ rất là nhiều cái ân, mà được Đức Phật và Đức Thầy gom vào bốn cái ân. Mà nếu con người mà không đền được tứ đại trọng ân này thì chúng ta không thể đi đâu hết trơn quý vị. Cho nên trong kinh Đức Phật cho biết là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Nghĩa là trên đáp bốn ơn dày, dưới cứu ba đường khổ. Phải không? Còn ở đây Đức Thầy dạy là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Vậy là cái nợ thế, cái nợ đời mà gom lại bốn ân: ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại. Sanh ra thì nhờ đất, sanh ra nhờ tổ tiên cha mẹ, sống thì nhờ đất nước quê hương. Biết được sai trái tội phước là nhờ ơn thầy phổ quá nặng ngàn cân, tức là cái ơn tam bảo. Mà có những vật dụng chi dụng hàng ngày, cơm ăn áo mặc thuốc men nhà cửa, đó là nhờ cái ơn của đồng bào nhân loại. Và khi chúng ta cái niên kỷ càng lớn chừng nào thì sự nhờ nhõi càng tuần tự thêm nhiều chừng nấy quý vị. Chúng ta thọ những cái ơn này rất là sâu. Mà cái ơn này không thể chúng ta ngồi một chỗ mà đền được. Từ đây mà thọ ơn bên thế giới làm sao chúng ta đền được? Thọ ơn những cái người ở thành phố, ở những cái tỉnh xa làm sao chúng ta đền được? Mà hàng ngày chúng ta phải chắp tay cầu nguyện với Phật trời, nhờ Phật trời gia hộ và hộ trì thì chúng ta mới đền được cái ơn quý vị. Cho nên thầy dạy chúng ta cúng lại: lo lo liệu liệu chịu tiếng trần, có một hội này lập lấy thân, nếu để trễ trầy rèn chẳng kịp, mà khuyên ai khuya sớm ráng chuyên cần. Như vậy thì hai thời cúng lại này đền được tứ đại trọng ân, đền lại tứ đại, được tứ đại trọng ân. Phải không quý vị? Cho nên thầy dạy chúng ta là nhỏ to lời lẽ chớ quên, ráng mà nguyện giấy đặng đền ơn sâu. Cái ơn này nó sâu lắm quý vị, nó sâu không thể nào mà dùng lời lẽ mà diễn tả hết được. Phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp, tức là cái ân của cha mẹ là không thể nào mà chúng ta tính đếm được. Cho nên chỉ có chắp tay cầu nguyện với Phật: Nam mô nhị nguyện cầu cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh. Mình cầu cho ông bà bảy đời chín kiếp được siêu sanh về cõi Phật. Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây phương. Mình cầu cho cha mẹ tại nhà được tăng thêm phước thọ, được hạnh phúc, được an vui, được sống lâu. Và phụ mẫu quá khứ, tức là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, được giảng sanh về cõi Tây phương. Và cầu cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Cầu cho bá tánh, tức là muốn chỉ cho trăm họ, muốn chỉ cho cả thế gian này, muốn cả chỉ cho tam thiên đại thiên thế giới không còn mê ly, không còn ghiềm nhiễm để giác ngộ tu hành. Như vậy chúng ta mới đền được cái ơn được. Cho nên thầy dạy chúng ta là sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy, nhớ lời đừng xa. Nghĩa là buổi chiều cũng cúng mà khuya cũng cúng, nghĩa là tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa đó đồng đâu. Giọng cửu quyền sớm tối mới màu. Một ngày hai bữa cơm thì phải cúng lại hai thời. Một ngày lao động cực nhọc ăn ba bữa cơm, cái người tu giỏi thì phải cúng lại ba thời. Tùy theo cái công việc và cái thường ngày chúng ta, cái hoàn cảnh mà chúng ta sắp xếp làm sao để chúng ta có sự cúng lại cho nó phù hợp với giáo lý Đức Thầy. Không những đền được tứ đại trọng ân mà chúng ta còn tạo cho mình một cái tòa sen để ngồi, nghĩa là sớm chiều, sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương giữa kế. Hay là sớm khuya bá tánh cần chiên nghe lời dạy bảo cảnh tiên giữa kế. Muốn nói cảnh tiên là cái cảnh giới của hội Long Hoa đó gì. Như vậy thì trong hai thời cúng lại Đức Thầy đưa ra, mỗi người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta không thể cúng thiếu được. Không thiếu được quý vị. Ở đây thì Bửu Liên không phải là dám phe với quý vị. Thật sự hai tròn 21 năm đạo chưa bao giờ bỏ một thời cúng quý vị. Nói sự thật, dầu là bệnh bất cứ cỡ nào chưa bao giờ bỏ một thời cúng. Mà dự khóa niệm Phật hoặc đi đâu là cúng thêm là có, chứ cúng thiếu là không bao giờ. Nghĩa là chúng ta phải ôm cứng. Nghĩa là một người tín đồ là phải nhất định phải dâng lời Đức Thầy chỉ dạy, trong muôn một không thể nào sai sót và không thể nào thiếu được quý vị. Dầu là cái thân này có chết,
chúng ta cũng phải làm trọn. Tại vì thầy chỉ giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngài rày gặp ta, thầy chỉ như vậy, nếu mình làm còn thiếu một chút gì đó là mình chưa tròn bổn phận. Nhưng quan trọng nhất khi cúng mà chúng ta có thành tâm nữa hay không, phải không quý vị? Cho nên thầy nói thứ bảy chánh niệm vậy thì khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Cái cúng ở đây là cái hình tướng ở bên ngoài để chuyển vào nội tâm, để chuyển vào nội tâm. Như vậy thì trước khi cúng là nhang đèn bông hoa tươm tất, rồi đem sự thành tâm chúng ta đọc bài nguyện, thì mỗi khi chúng ta khấn nguyện bên đây mà cảm thì bên vẫn Đức Phật sẽ ứng. Đó là cái sự mầu nhiệm giữa cái tâm vô vi của Phật và cái tâm vô vi của mình, cũng như cái đài mà nó bắt trúng rồi đó quý vị. Đó, cái chỗ đó mới gọi là độc đáo. Như vậy thì chúng ta phải cúng lại. Nếu không cúng lại là không đền được tứ đại trọng ân, thì không đền được tứ đại trọng ân thì chúng ta không đủ cái tiêu chuẩn để bước vào hội Long Hoa. Cho nên thầy dạy chúng ta phải cúng lại. À, quan trọng nhất là chúng ta phải cúng lại. Thì tiêu chuẩn giữ hội Long Hoa là phải cúng lại mà Đức Thầy đã đưa ra. Như vậy thì mỗi mỗi người tín đồ Phật giáo hòa hảo là cái người con của Phật, người tín đồ trung thành, thì nhất định chúng ta phải giữ cái thời cúng làm sao cho nó thật chặt quý vị, thật chặt. À, nghĩa là thật chặt, đừng rớt một thời nào trơn mới xứng đáng là đệ tử trung thành của Đức Thầy, sống sanh ra phận râu mài một đời một đạo đến ngày chung thân. Như vậy thì cúng lại, bây giờ mình có ăn chay mình có cúng lại mà bây giờ mình không làm lành làm ác được không? Không. Cho nên cái tiêu chuẩn thứ ba Đức Thầy đưa ra là phải làm lành. Làm lành nó mới được quý vị. Làm lành nghĩa là làm 10 điều lành. Đức Thầy cho biết là đầu đuôi ta kể ngọn ngành, mau mau trao chĩa chữ lành cho xong, đến chừng lập hội mới mong, trở về chúa cũ mới hồng xê xa. Như vậy thì làm lành tức là chúng ta 10 điều lành, làm 10 điều lành. Như vậy thì quý vị thấy rằng con người trên thế gian này vì sự ăn, sự mặc, sự ở, vì lo nghèo, lo đói mà chúng ta phải phạm vào 10 điều ác. Phạm vào 10 điều ác quý vị. Nghĩa là sát sanh, đạo tạc, tà dâm, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, tham lam, sân nộ và bê si. Như vậy thì chỉ vì nuôi thân mà chúng ta tạo cái nghiệp lực quá dày. Mến thân chẳng làm thân trường cũ, vì thân mà hồn ngủ giảng liên. Cũng vì cái xác thân này mà chúng ta cung phụng cho nó, muốn cho nó ăn sang mặc đẹp mà chúng ta tạo quá nhiều nghiệp chướng. Và chính vì cái nghiệp chướng nó sẽ làm cho chúng ta đọa vào cái chỗ thấp hèn quý vị. Đọa vào cái chỗ thấp hèn. Ở thế gian này là chúng ta bệnh hoạn cũng tại vì nó. Cho nên thầy cho biết rủi ốm đau bởi tại căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bảo ác. Tức là cái gốc hồi kiếp trước chúng ta tạo, bây giờ sanh lên làm người mà bây giờ tiếp tục chúng ta tạo cái nhân đó. Chính vì cái nhân đó nó đem lại cho chúng ta một cái nghiệp là bệnh hoạn khổ đau. Muốn hết dễ ở thôi. Nhưng mà tại vì mình chưa thực hiện đúng. Thầy nói phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giấy Phật trời, nguyện sửa lòng ắt Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xã. Bởi vì đấng thần minh công bình trực giả, đâu ăn lo đổi quả làm may, mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước là ấy cơ báo ứng. Như vậy thì cái quả với cái phước là do cái nhân duyên đó mình tạo mà báo ứng lại đó quý vị. Tại vì mình có gieo nhân thì nhất định phải thọ quả. Cho nên Đức Phật cho biết là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả mà kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước hãy xem quả hưởng của đời này, mà muốn biết quả đời sau thì hãy xem nhân hiện tại. Như vậy thì bây giờ con người sống trên thế gian này giàu sang phú quý không phải mình hay mình giỏi, mà nhờ hưởng cái phước của đời trước. Phải không quý vị? Còn có người nghèo khổ cùng cực, mang thân bệnh hoạn. Như vậy thì muốn biết quả đời sau, đây là cái vấn đề quan trọng. Chúng ta nên suy nghĩ chỗ này. Hãy xem nhân hiện tại. Hiện tại bây giờ chúng ta đang làm cái gì? Nếu chúng ta tham gian bỏng sẻn, ích kỷ, ghét ganh, thấy lợi tranh giành thì thôi khỏi nói, cũng là ngạ quỷ thôi quý vị. Đói khổ hoành hành. Còn hôm nay chúng ta dâng lời Phật dạy, ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ, bố thí giúp đời, thì đó là cái con đường thiên đàng mà Đức Thầy đã vạch sẵn. Đạo là con đường, đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Thầy cho biết là đạo là giống thì cái đàn ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Nghĩa là thầy dọn một cái con đường lên tiên lên Phật sẵn cho mình rồi. Nhưng mà ngặt con cái là lam kiều hữu lộ vắng que. Thầy than quá vậy. Ngục môn không cửa mà hè nhau đi. Lam kiều hữu lộ tức là cái con đường lên tiên Phật có đường, có Phật tiên chỉ dạy, có kinh sách. Nhưng mà nó vắng que, ít có người đi lắm quý vị.
Ngục môn không cửa, cái cửa địa ngục người ta bế lại rồi, mà hè nhau đi, cứ rủ với nhau đi hoài. Thiên đường hữu lộ tùng tam ngộ, mà địa ngục vô môn tự tánh hôn. Nghĩa là thiên đường lên được là nhờ lòng mình giác ngộ, mà địa ngục không cửa mà chui vào là tại tánh mình mê. Phải không quý vị? Cho nên thầy cho biết là địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra cái chữ tâm, mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy thì cái tâm mình mà ham tu hành, ham làm lành lánh dữ, thì đó là cái con đường lên thiên đàng chắc ăn là chúng ta phải lên. Mà cái người mà làm ác, cái con đường về địa ngục nhất định phải xuống địa ngục. Tại vì Đức Phật cho biết rằng nếu cái người mà làm ác chỉ trong một sát na, khi nhắm mắt chỉ trong một sát na là vào địa ngục liền. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, thầy cho biết khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt với thưởng, hai đường tỏ rõ. Một sát na thôi là về địa ngục liền, phải không? Mê muội ác hung về địa ngục, mà hiền lành nhắm mắt thấy non tiên. Nếu cái người ăn hiền ở lành, khi nhắm mắt lại thì có kim đồng ngọc nữ đem phước báo xuống rước về 33 cõi trời để hưởng phước. Và nếu cái người nào tu tập tịnh tâm công đức sâu dày, tự giác giác tha, đến chỗ cái giác hạnh viên mãn, thì cuối cùng mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quá khứ có gì đó. Phải không quý vị? Như vậy thì khi chúng ta gieo cái nhân gì thì chúng ta lại lên cái cảnh giới đó. Như vậy thì làm lành tức là làm 10 điều lành, mà làm 10 điều lành tức là tránh 10 điều ác. Ở đây chúng ta nếu mà tránh 10 điều ác mà chúng ta không làm 10 điều lành, cũng như miếng đất có cỏ, mầm cỏ mà chúng ta không gieo giống, chưa chắc gì có thu hoạch. Phải không quý vị? Cho nên thầy dạy là cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, Tây phương quyết đáo chung vui Phật đàn. Hay là tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật giáng Tây phương. Đó, tức là ba cái nghiệp này, đó, tức là sanh ra 10 điều ác, mà 10 điều ác này hoàn toàn trong sạch, đó là cái con đường về Tây phương cực lạc. Phải không? Cho nên thầy cảnh tỉnh mình rồi. Trong đường tu mà nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm vậy. Chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Mới mong về cõi Phật. Mà trước khi về cõi Phật chúng ta phải ghét hội Long Hoa. Phải ghét cái hội Long Hoa chứ không nói gì, không chạy đâu khỏi hết trơn. Vì đây là cái chỗ ban thưởng, khi chúng ta khi mà được ban thưởng rồi chúng ta mới về cực lạc. Cái phần sau Bửu Liên sẽ trình bày cái điều này. Vậy thì 10 điều lành chúng ta nên kiểm lại. Mỗi mỗi đồng đạo chúng ta kiểm lại. Trong 10 điều ác này hằng ngày chúng ta tu tập, chúng ta còn phạm một cái điều nào hay không? Nếu còn phạm chúng ta phải sửa liền quý vị. Nếu không sửa là coi chừng. Nhất nhật tam tỉnh ngộ thân, một ngày quán thân 3 lần, từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều và từ chiều tới trước khi đi ngủ, chúng ta còn phạm điều nào? Nếu phạm chúng ta khắc chế nó liền, coi rồi phải thân mình tự trị, còn chẳng độ xong là Phật khó rất nhiều. Dầu mình tu mà còn phạm 10 điều ác, mình muốn Phật rước mình, dầu mình cầu mình có lại có gian sinh cũng Phật không làm sao rước được. Tại vì cái cảnh giới đó là cái cảnh giới của phước báo, thì cái người ác không bao giờ lên được cái gì. Cho nên nhất định chúng ta phải tu tập thiện nghiệp, tức là tu 10 điều lành và dứt trừ cho một điều ác. Như vậy thì có ăn chay, có cúng lại, có làm lành, nhưng chưa đủ. Cho nên thầy dạy mình phải niệm Phật nữa quý vị. Tại vì cái trình độ tu tập thiền tông, tức là tự mình độ mình, chưa đủ quý vị, chưa đủ. Tại vì trong thời Hãn Quan Mạt Pháp này, con người phước mỏng nghiệp dày, người thì tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối. Có nhiều khi mình tu tập như vậy nhưng mà đụng vào cái hoàn cảnh thì chúng ta dễ bị rơi quý vị, dễ bị rơi. Cho nên cần phải niệm Phật. Thầy nói mong cầu gặp Phật hội Long Hoa, con ráng trì tâm niệm Phật đà. Muốn gặp được cái hội Long Hoa thì nhất định phải niệm Phật. Tại vì sao? Vì cái tâm chúng sanh đó, nó có trơn, có vọng, có khổ, có vui. Chính vì vậy có nghiệp, có phước. Cho nên chúng ta cần phải niệm Phật để gì? Để diệt trừ tất cả các phiền não, rầu buồn và cái tâm vọng, để trở lại cái sự an vui và cái tâm thanh tịnh. Như vậy chúng ta mới đủ điều kiện để vào hội Long Hoa. Chứ mang cái thân này, cái tâm này mà dơ bẩn này thì làm sao mà giờ cái hội Long Hoa cho được. Như vậy thì có niệm Phật nó có ba cái sức độ rất lớn. Ở đây trong cái đề tài Bửu Liên chỉ trình bày ngắn gọn trong một đoạn, trong một đoạn thôi, chứ không có chi tiết hết được. Có ba cái sức độ rất lớn. Cái sức độ thứ nhất gọi là sức Phật. Sức Phật. Nếu chúng sanh ở cõi ta bà thành tâm niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, được hào quang của Phật che chở cho 40 dặm, thiên ma ba tầng không dám lại gần, không dám lại gần. Bởi vì sao? Vì phỉ ma hay phá rối người tu, đạo đức chư nhu ráng chí hành, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh mà chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Cho nên thiên ma ba tầng nó phá Đức Phật ngày xưa không được, cho nên nên cố quán phá đời mãi mãi. Trong bổn đạo cùng là sư giải, ráng bền lòng cho được hiện từ. Mình tu dễ bị phá lắm quý vị. Quỷ ma hay phá rối người tu, đạo đức chư nhu ráng chí hành. Chính vì vậy chúng ta cần phải niệm Phật cho nhiều.
Để chi? Để được hào quang của Phật che chở, bên ngoài thiên ma không dám lại gần, và bên trong ma phiền não tham sân si nhân ngã nó không bao giờ giấy động được tâm mình. Cho nên chính vì vậy nó an ổn, mà an ổn nó mới sanh ra công đức. Cái thứ hai nữa gọi là xuất pháp. Cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà gọi là công đức vô lượng. Nếu chúng sanh ở cõi ta bà thành tâm niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, trừ được 80 ức kiếp tội trọng sanh tử. Cái nghiệp của chúng sanh từ đầu vô thủy, từ thủy tới chung, từ kiếp trước cho tới kiếp này gọi là vô lượng kiếp, tới bây giờ thì nghiệp lực không biết bao nhiêu mà nói quý vị. Chính vì cái nghiệp mới đầu thai trên cõi này. Như vậy thì hôm nay chúng ta nếu niệm một câu thì trừ được 80 ức kiếp tội trọng sanh tử, 10 câu nhân lên 10 lần, 100 câu nhân lên 100 lần, và ngàn câu vạn lần chúng ta cứ nhân lên đó. Như vậy thì cái hột giống luân hồi sanh tử nó không còn nữa. Chính vì cái chỗ không còn nữa chúng ta mới đắc đạo giảng sanh, chúng ta mới có mặt trong ngày hội long qua. Mà Đức Thầy cho biết là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp thiền từ Thầy rước lại non bồng. Non bồng tức là muốn chỉ cho cảnh trí của hội long qua. Như vậy thì chúng ta niệm niệm riết nó tan hết cái chướng nghiệp. Niệm Phật cũng như là chúng ta thọt cây xuống nước mà quậy bèo quý vị. Khi chúng ta thấy bèo nó đặt hết, chúng ta thọt xuống, chúng ta quậy một cái thì nó tan ra, mà chúng ta ngừng nó vẫn tụ lại. Cho nên cái câu niệm Phật phải thuần thục, mà Đức Thầy dạy là đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, chẳng đợi về thời khắc, chẳng đợi về thời khắc. Phải không? Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Bởi vì việc biến diễn thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Đây là cái con đường đi nước bước Đức Thầy đã dạy rõ hết rồi. Sở dĩ chúng ta không có khả năng để làm nổi thôi. Chứ bây giờ làm nổi là nhất định phải vào hội long qua, nhất định là phải giảng sanh cực lạc. Bởi vì từ đây đến buổi thanh bình, muôn người niệm Phật là quả mình biết, biết không? Như vậy thì đó là một người tu pháp môn niệm Phật thì sẽ vào hội long qua được giảng sanh, và 10 người tu, 100 người tu, vạn người tu, không sót một người nào mà không đắc gì, không sót người nào trơn. Nhất định Đức Thầy sẽ dẫn chúng ta vào hội long qua, phải không? Thiện duyên ấy cũng bởi nơi ta hộ niệm quay linh Đức Phật Đà, sớm tối đi nằm y chánh pháp thì Thầy nguyền dắt đến cảnh long qua. Thầy sẽ thọ ký cho chúng ta trước rồi đó, nếu chúng ta tu qua cái pháp môn niệm Phật, phải không? Cái thứ ba nữa là sức công đức của tự tâm. Tâm chúng ta có lành, có dữ, có trơn, có giọng, có hung, có hiền, có khổ, có vui. Mà bởi vì chúng ta sống với cái tâm vọng động, chính vì cái tâm vọng động đó mà làm cho chúng ta khổ. Cho nên Đức Thầy cho biết nên nay hãy thành tâm niệm Phật. Nếu niệm một niệm Phật thì lìa một niệm chúng sanh, và niệm niệm Phật lìa tất cả các niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn, sự ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được. Như vậy thì con người niệm được thì cái sức công đức của tự tâm mình nó đánh bạc những cái nghiệp lực ra hết. Cái vọng, cái tâm vọng của mình nó sẽ mất hết, phiền não rầu buồn nó sẽ tiêu hết, trở lại với cái tâm thanh tịnh. Thì ngay trong lúc đó là chúng ta hết khổ và chúng ta sẽ có mặt trong hội long qua. Phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta cần niệm Phật cho nhiều. Phải không? Đó, bởi vì cái pháp môn niệm Phật này đó là bởi vì giới thiệu trong một góc độ chủ đề tài chứ không thể nói hết được quý vị. Mà ngày xưa chính vì trong kinh Đức Phật cũng cho biết: Mạt pháp di hậu chư kinh diệt tận, chỉ lưu tứ tự A Di Đà Phật, cứu độ chúng sanh kỳ bất tính giả ưng đọa địa ngục. Nghĩa là vào thời Hạ Quân Mạt, vào thời Hạ Quân Mạt pháp các kinh lần hồi diệt tận, chỉ còn lưu lại bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu có kẻ chẳng tin, chẳng hành theo thì khó thoát cõi kiếp địa ngục. Hay là mạt pháp chi hậu ức ức nhân tu hành hẳn nhất đắc đạo, chỉ y pháp môn niệm Phật mà đắc liễu sanh tử. Tức là vào thời Hạ Quân mạt pháp dạng dạng người tu hành, nhưng mà khó có một người thành đạo, chỉ nương vào pháp môn niệm Phật để được giải thoát mà thôi. Vậy thì pháp môn niệm Phật dụng công ít mà kết quả lợi tao cao, dễ tu dễ hành và dễ thành dễ đắc. Và đặc biệt con cái là tu trong một kiếp là thành đạo quý vị. Đó. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Vậy thì bây giờ chúng ta có ăn chay, có cúng lại, có làm lành là tự độ, mà niệm Phật là nhờ tha lực của Đức Phật. Vậy thì người tự độ cầu thêm Phật độ như nước xuôi, được gió thuận chiều, đường về trống biết bao nhiêu, được hai sức độ là mau siêu phàm trần, chắc ăn chúng ta sẽ có mặt trong ngày hội long qua. Vậy thì cái tiêu chuẩn dự hội long qua nhất định chúng ta phải ăn chay cho bằng được. Không ăn chay được ráng tập ăn chay. À, cúng lại mà thấy mệt mỏi khó khăn làm biếng, chúng ta ráng tập làm sao trì hành hai thời cúng lại, ba thời cúng lại, chúng ta phải đều phải đủ hết trơn. Đó. Cái thứ ba nữa là chúng ta làm sao tránh được 10 điều ác và phải thực hiện cho được 10 điều lành, và siêng năng niệm Phật trong tứ tướng quay nghi đi đứng nằm ngồi.
Đó là cái tiêu chuẩn. Mà nếu được như vậy thì chắc ăn. Như vậy thì qua cái phần thứ 3, tức là thành phần tham dự. Đây là cái thành phần tham dự. Như vậy thì cái hội Long Hoa không phải để cho tín đồ Phật giáo hòa hảo không, mà có rất nhiều cái tiêu chuẩn quý vị, rất nhiều cái thành phần tham dự. Cái thứ nhất là gì? Là cái người hiền. Cái người hiền mới được vào hội Long Hoa. Đức Thầy cho biết là khá chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phong ba, trở chân cho kịp Long Hoa, Long Hoa có mặt, ấy là hiền nhân. Như vậy cái người hiền ở đây không phải là không có chữ lộn mà nín thinh, không phải là người hiền. Mà cái người hiền ở đây là nằm trong khuôn khổ của đạo đức được Đức Thầy đưa ra. Chữ thứ nhất nhẫn năng xử thế là người hiền khó kiếm trên đời. Lập thân danh từng trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Như vậy thì cũng như mà cái bánh bột đường đậu mà chúng ta muốn cho nó thành được cái bánh ăn được, bán được, nó có giá trị thì chúng ta phải đem vào khuôn, chúng ta phải ép, phải nặng nó mới thành cái bánh được. Như vậy thì cái người muốn trở thành cái người hiền để vào hội Long Hoa, chúng ta phải vào cái khuôn khổ, để đem vào khuôn khổ người hiền. Mà khuôn khổ của người hiền nữa đây là phải thân hiền, rồi khẩu hiền, rồi ý hiền, và muốn nói cao hơn nữa là cái tâm không tán loạn gì. Cái hiền ở đây là tâm không tán loạn, dù cho đứng trong mọi hoàn cảnh mà tâm này như như bất động, không giận, không hờn, không trách móc ai, mà chỉ lo làm tu làm sao cho cái tâm mình nó hiền lành. Nghĩa là sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười thử thách với trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, thế gian này là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, cũng có tình cảm vợ chồng, cũng có cha con anh em, nhưng lòng chẳng dấn dương. Sống an vui danh lợi mãi coi thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thế gian này là thiên biến vạn hóa, con người duyên theo cảnh, nhưng mà đối với người tu là nổi quan cảnh, tâm vô kỳ vật. Tức là không chứa một cái gì trên tâm này như như bất động mới gọi là người hiền, phải không cái gì? Chứ không phải mà cái người hiền mà bình thường nín thinh thấy không? Hiền này là hiền, hiền ngu ạ. Cho nên ông Thanh Sĩ nói hiền minh chứ có hàng hiền ngu, lành thì lành trí chứ tu xuân lành. Cái thứ hai nữa đó là thành phần tham dự, thứ hai nữa là người quân tử. Cái người quân tử mới vào được. Cho nên thầy nói hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân chúa. Tu mi là râu mài, mà râu mài là chỉ cho cái bậc quân tử. Mà quân tử muốn nói ở đây gọi là quân tử ái nhân dị đức, tức là cái người quân tử lấy đạo đức thương người. Thấy người khác khổ là cái khổ của mình, thấy người khác đói là cái đói của mình, thấy người khác bệnh là cái bệnh của mình, thấy người khác không nơi nương tựa là cái nơi nương không nơi nương tựa của mình. Chính vì vậy cái người quân tử này là ra tay giúp đỡ, ra tay giúp đỡ liền. Cho nên cái người quân tử lúc nào cũng ái nhân dĩ đức, lấy đạo đức thương người, thương người như thể thương thân. Thấy người ta là có một cái chuyện gì cần đến là người quân tử này lúc nào cũng sẵn sàng ở trên, sẵn sàng đấy. Cho nên cái người này chính vì vậy mà ngài đủ cái tâm nhân đạo, đủ cái tiêu chuẩn nhân đạo và đủ cái tiêu chuẩn Phật đạo. Từ cái chỗ nhân đạo thương nhân mến vật đi đến cái chỗ từ bi hỷ xả, đến cái đoạn cuối mà của tứ vô lượng tâm, thì cái người này là có mặt trong ngày hội Long Hoa là chắc, phải không quý vị? Chứ thường khi chúng ta sống đó quý vị biết, chúng ta thương là thương những người xung quanh chúng ta thôi. Ví dụ như thương vợ, thương con, thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, thương dòng họ. Hoặc cùng nữa là chúng ta thương xa xa chút nữa là thương đồng đạo. Chứ cái người mà không tu khó mà thương được, phải không quý vị? Như vậy thì cái người quân tử, chúng ta tập làm sao mà thương được cái những người khó thương mà chúng ta thương được, chúng ta mới trở thành cái người quân tử, phải không? Đức Thầy cho biết giả lại cái tình từ bi của Đức Phật rất thâm quyền quảng quật, cái tình ấy nó không bến không bờ, tức là cái tình thương nó không có bờ có bến, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, không lựng sang hèn, xóa bỏ hết tầng lớp đẳng cấp xã hội mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Nghĩa là chúng sanh khổ là thương, ngày giờ nào còn có một kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng phải khổ vì họ vậy. Rằng ta có cái bổn phận giác ngộ trần gian, bỏ những quan trái luân hồi cái nghiệt, muốn thế trước hết phải tìm phương tự giác, nhắm cảnh niết bàn tấn tới, quyết chí tu hành đắc thành đạo quả, hầu giác diều bá tánh thập phương xa miền tục lỵ. Như vậy là mới đúng là cái người quân tử, phải không? Như vậy thì thầy cho biết là ai là người quân tử tu mi, hãy sớm xử thân mình cho vẹn, chừng lập hội mới khỏi thùa khỏi thẹn với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Như vậy thì cái người tu mi quân tử làm hết cái trách nhiệm, làm hết cái bổn phận của mình rồi, thì đến cái ngày lập hội đâu có còn bắt cỡ gì nữa, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Tức là chúng ta sẽ có mặt trong cái ngồi hậu Long Hoa như các ngài vậy, chứ không có gì lạ, hay không quý vị?
Đó, cho nên chúng ta ráng thể hiện cái người quân tử. Nếu tình thương đặt giữa chiến trường thì chiến trường ấy máu xương không thể đổ. Nếu tình thương đặt ở nơi gây gỗ thì sự gây gỗ kia trở nên hòa. Nếu tình thương đặt nơi chốn người ta thì người ta hóa ra Bồ Tát Phật. Chúng ta có cái tình thương rồi thì đó là cái tình của Bồ Tát và cái tình Phật. Mà cái tình Bồ Tát và tình Phật thì dễ đắc đạo như không? Chắc chắn là đắc đạo, đâu có gì là, phải không? Cái thứ ba nữa đó là tiên Phật. Đức Thầy cho biết là Long Hoa tiên Phật đáo ta bà. Không những cái người quân tử, không những cái người hiền, mà phải có tiên Phật nữa quý vị. Tiên Phật đáo ta bà, tức là trở lại cái cõi ta bà. Tại vì Long Hoa lập ở Thất Sơn, tức là muốn nói là cái cõi ta bà thì tiên Phật xuống sẽ dựng. Đó, như vậy thì hôm nay chúng ta ngồi chung với tiên, mà ngồi chung với Phật, mà con người còn ích kỷ tham lam bỏng sẻn, có tu được không quý vị? Có vào đó được không? Xin thưa không bao giờ có, phải không? Cho nên nếu mà cái con người mà tu còn ích kỷ thì không vào được cái tiêu chuẩn của người quân tử. Mà cái người ích kỷ rồi ham muốn đủ thứ mà không được thì cái tâm này tán loạn thì không thể trở thành cái người hiền, phải không? Thì không trở thành người hiền, không trở thành cái người quân tử thì không bao giờ ngồi chung với tiên Phật được. Đến hội trăm quan còn hiện được thì ra xác thịt có cần đâu. Như vậy thì cái xác thịt này coi như bỏ, mà coi như bỏ thì thí đi chị. Chúng ta chỉ ráng lo tu mà thôi, phải không? Cho nên cái hội Long Hoa này, nếu mà cái người còn tu ích kỷ là còn đi theo cái con đường tà, mà đi theo cái đường tà thì không đúng chân lý của Đức Phật và Đức Thầy chỉ dạy thì không vào hội Long Hoa được. Trong sáu tỉnh nhiều điều tà mỹ, tu hành mà dị kỷ quá chừng. Tà mỹ tức là đi theo cái con đường tà giả dối, tu hành mà dị kỷ quá chừng tức là lo cho mình không, không lo cho ai, thì làm sao thoát khỏi trầm luân? Khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chánh. Thầy kêu mình tầm lại cái con đường chánh, chừng lập hội sát thân mới rảnh. Nếu không sửa lại thì khó thấy Phật trời. Như vậy cái lối tu ích kỷ gọi là độc thiện kỳ thân. Mà độc thiện kỳ thân là chỉ lo cho mình mà không lo cho người khác. Nhiều khi muốn làm phước mà ngặt con cái nghi, không biết ông đó ông gạt mình hay sao đây, rồi không dám giúp. Chính vì cái chỗ đó mà mình mất đi cái cơ hội của gì. Chúng ta sẽ mất đi cái cơ hội làm phước. Đức Phật cho biết là thước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Phước thì lâu lâu mới có một lần, phải không? Cho nên chúng ta phải tranh thủ, chúng ta phải làm liền. Nếu ai mà gạt mình thì người đó sẽ mang gánh lấy cái hậu quả. Còn mình làm phước tất nhiên sẽ được phước, phải không? Có dư chớ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác mà lấy phần ấm no. Được như vậy thì được khó công đức. Sống đời đâu cực khổ gì đời, trong tâm thường được thảnh thơi. Tuy thân cõi tục mà đời thần tiên. Đó, thân ở cõi tục mà đời thần tiên. Cho nên Đức Thầy cho biết là thân tuy cõi tục nhưng mà tâm lìa cõi mê. Tức là đang ở cõi tục nhưng mà cái tâm này không muốn gieo một cái giống gì ở cõi tục này. Bởi vì cái giống ở cõi tục này là cái giống sanh tử. Mà cái giống sanh tử này, cái giống luân hồi, cái giống rất khổ đau. Chúng ta nên tránh giống sanh tử. Nếu không đem gieo rắc thì mầm thế gian không thể mọc được đâu. Đường giảng sanh cực lạc một lòng cầu, kiếp sống khổ bao lâu rồi sẽ khỏi. Như vậy chúng ta ráng tập cái hạnh quân tử để chi? Để chúng ta có mặt trong hội Long Hoa. Mà có mặt trong hội Long Hoa chúng ta sẽ được ngồi chung với tiên Phật. Mà trong với tiên Phật thì cái người ích kỷ thì không làm sao ngồi được, phải không quý vị? Như vậy thì cái hội Long Hoa là gì? Mục đích của hội Long Hoa đến cái mục sau cùng, tức là cái mục thứ tư, mục đích của hội Long Hoa. Như vậy cái mục đích của hội Long Hoa tức là thay đổi cục diện. Thay đổi cục diện, hiền còn giữ mất. Đó, đây là phân xử rồi quý vị. Đức Thầy cho biết là chừng lập hội biết ai còn mất, giờ chưa phân chưa biết tránh tà. Chừng lập hội biết ai còn mất, giờ chưa phân chưa biết tránh tà. Như vậy thì bây giờ đó thì chưa phân, ai cũng nói mình là tu giỏi, ai cũng nói mình tu ngon. Tại vì ai cũng thấy mình ăn chay, ai cũng thấy mình cúng lại, ai cũng thấy mình làm lành, ai cũng thấy mình đi làm đạo. Nhưng mà trong tâm mình có dứt được hay không thì tự mình biết quý vị. Tự mình biết, tự mình nên kiểm điểm lại mình. Từ cách ăn, cách ở, cách nói, rồi cách cư xử, rồi cách làm đạo. Nghĩa là trong tâm hạnh, trong trăm hạnh này, bất cứ một cái hạnh nào chúng ta còn sót, chúng ta cũng phải làm. Chúng ta cũng phải làm. Như vậy thì tự mình biết mình, phải không? Thầy nói lập rồi cái hội Long Hoa, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương bá tánh mà chính chiều ruột ra. Gian tà tức là gian tà mà xảo nguyệt, không biết tu hành, nói chung là làm ác đó. Thì sau này là không những tiêu hồn mà tiêu sát nữa, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Sau này nhiều trận kêu bằng kinh khủng. Nghĩa là con mắt chúng sanh mà nhìn vào một cái là tối sầm liền quý vị.
Nước dân nè, lũ lụt nè, chiến tranh nè, giặc giả nè, ác thú dãy đầy nè, yêu tinh khấu xé, lúc đó cha nọ bồng con vợ khóc ò, tan nát sớm riền khổ dữ a, nhà không kẻ ở, ôi nói trước, nếu chẳng tin lời là gặp thiết tha. Lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mắt phàm gặp rồng mây, hãy ráng nghe lời ta mách trước mà không dình đạo đức phải phơi. Tại vì cái hội Long Hoa mục đích là ban thưởng và xử phạt. Thưởng những kẻ, xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa dẹp toàn. Cái hội Long Hoa lập thì Đức Thầy chúng ta sẽ quay gót trở lại. Đức Thầy khai đạo rồi dạy đạo, rồi Đức Thầy vắng mặt đúng thời kỳ, đúng ngày, đúng giờ, đúng tháng, đúng năm, Đức Thầy sẽ quay gót trở lại. Thì bổn phận chúng ta quy y theo đạo, học đạo và tu tập tìm hiểu đạo và tu theo đạo, rồi Đức Thầy trở lại sẽ điểm đạo, chúng ta mới có mặt trong ngày hội Long Hoa. Chứ đâu phải là diễn tâm thương. Thầy cho biết là lão đây dưng lệnh Phật tôn lãnh cân thưởng phạt chư môn giữ lành. Cái người nào mà giữ, cái người nào lành sau này xử. Còn hiện bây giờ nè, chừng lập hội biết ai còn mất. Giờ thì chưa phân, chưa biết chánh tà, chưa biết ai đúng ai sai, ai cũng nói mình hay tài giỏi. Mà tới đó rồi đó, chừng đó mới trời ơi đất hỡi, mang khổ hình gì bởi chẳng tu đó. Ham vui quyền quý dại ngu, chữ sang danh vọng như mù đi đêm. Bây giờ giàu sang phú quý cũng như người mù đi đêm. Thầy nói ta nào có nói thêm cho chúng quá yêu đời, giết túng ít câu. Cho nên chính vì cái chỗ đam mê của cải vật chất mà chúng ta tu không nổi gì. Tu không nổi, thấy tu nhưng mà tiêu chuẩn chúng ta vào đó và không nổi. Đó, ở đây tôi kể thêm cái câu chuyện. Ở đây kể một câu chuyện. Thì vào cái đời xưa đó, tức là ở bên Trung Hoa đó, cái thời nhà Hán đó quý vị, có ông Bàn Công cư sĩ, cái ông này rất là giàu có. Giàu có nhưng mà ông rất là thích, cái tính của ông rất là thương người. Rất là thương người. Cho nên mà ông có mướn hai cái người ở trong nhà, tức là coi chăm sóc cái việc nhà. Nếu ai đến khất thực, tức là đến xin ăn, hoặc là có cần cái điều giúp đỡ, mượn cái điều gì, thì ông cho phép hai người này cứ việc đem của cải ra mà giúp người ta. Nhưng mà hai người này tánh tham cái gì? Tham. Cho nên mỗi một lần mà có người đến mượn tiền hoặc mượn vàng, thì hai ông mở cái cửa kho ra, thì đem cho mượn rồi mới giấu một ít đem trên núi đó. Rồi mỗi lần người đi xin lại mở cửa kho ra thì đem giấu một ít trên núi. Nhưng mà nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, cái số giấu nó rất là nhiều cái gì. Nó nhiều đến nỗi lớn không tưởng tượng. Cho nên hai anh mới bàn với nhau. Thôi bây giờ mình bây giờ có một số tiền rất lớn rồi. Mình xin với ông Bàn Công cư sĩ, bây giờ mình nghỉ làm. Rồi lên núi mình lấy cái số vàng đó mình chia ra. Mình chia ra xong rồi đó là mỗi người về nhà mua ruộng, mua đất, rồi lập bề gia thất, đó là mình sống khỏe rồi, bây giờ không còn là nô lệ, không còn ở đợ. Nhưng bàn xong thì mới đến gặp ông Bàn Công cư sĩ. Thì trình bày qua vậy, ông Bàn Công cư sĩ tánh rất là thương người, đồng ý và chấp nhận cho hai anh nghỉ, còn cho thêm một số tiền nữa quý vị. Cái người thương người đến mức như vậy. Cho nên sau khi hai anh em rồi mới nhận một số tiền rồi, bắt đầu mới từ biệt ra đi. Thì ra đi hai anh em mới bàn với nhau, bây giờ vàng thì cất trên núi, mà bây giờ thì nếu mà đến đó thì mình đói bụng, thôi bây giờ anh ra chợ anh mua một ít đồ ăn, rồi tôi lên trên núi. Rồi khi anh mua đồ ăn xong rồi hai người mới dùng cơm, rồi ăn cơm xong, ăn cơm xong rồi bắt đầu mình chia vàng ra, mỗi một người một con đường để đi. Nhưng mà lòng tham không đáy quý vị ơi, lòng tham không đáy. Bàn tính với nhau như vậy, nhưng mà khi cái anh đi trên đường này ra chợ mua thức ăn, anh lại nghĩ một cái khác. Anh nói cái số vàng này mà chia ra làm hai thì ít quá, một mình tại sao không hưởng trọn. Bây giờ mình ra chợ mình ăn cho nó no đi, rồi mình mua thuốc độc mình tẩm vào, thì cái anh ở trên núi này mình đem về anh ăn là anh chết liền. Thì tất nhiên là nó là mình một mình ơn mình thôi. Đó, nhưng mà ngược lại cái anh đang giữ cái đống vàng này, anh còn tính cao hơn nữa gì. Anh nói bây giờ đó, thôi giờ mình giữ cái số vàng ở đây, mà giờ nếu chia hai thì ít. Chờ cái ông kia mà đem cơm về tới rồi đó, mình núp ở trong này mình đập cho một cây chết, thì mình ăn cơm xong thì mình lấy vàng đi về, tội gì mà phải chia hai. Như vậy thì hai người đều có cái thủ đoạn như nhau. Hai người có thủ đoạn như nhau, là một tấm tham mà sanh ra. Như vậy thì ông này ông mới núp sẵn ông chờ. Ông kia ông ăn cơm xong, ông tẩm thuốc độc, ông mới đi tình tang. Vừa về tới thì anh này ở trong lùm chạy ra, đập vào đầu ông kia thì té ngang chết. Tính chết rồi thì chắc ăn mày là lấy cơm này ăn để rồi gánh vàng về. Nhưng mà khi ăn xong là trúng độc chết quý vị. Ăn xong trúng độc chết. Như vậy thì hai người chết, cái số vàng này làm sao lấy được. Rồi đó, cái số thức ăn còn thừa lại đó, chim chóc nó tham ăn từ trên cây nó xà xuống nó ăn, nó vẫn chết. Nó vẫn chết. Nghĩa là có một cái câu là nhân tham tiền tất tử, mà điểu tham thực tất vong. Cái người mà ham tiền là bị chết, mà con chim nó ham ăn nó cũng mất mạng luôn.
Như vậy thì qua ngày sau đó, những người người ta đi rừng về đó, người ta mới thấy hai cái xác chết như vậy, người ta báo với ông Bàn Công cư sĩ, thì ông mới biết được cái sự tình như vậy, ông mới cất lời than. Lời than ông nói rằng: người đời trọng châu báu, ta quý một mãi tịnh, tiền lắm lị lòng người, mà tịnh được mới thấy châu báu, tịnh được thấy châu báu. Như vậy thì cái người tu mà còn tham gian bỏng sẻn như vậy thì tu cả đời này trí huệ nó không phát, mà nó phát quạo lại nhiều đó quý vị, phát quạo lại nhiều. Tại vì sao? Vì tham tiền tài thường dước nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát, lúc tận số nằm trơ một xác, gẫm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng rước tiệc đưa một bước. Dù mình gom nó cho cách mấy, nhưng mà tới thời kỳ rồi là mình chết rồi, chẳng tiễn đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo dung trồng cội phước vậy sao? Cuộc đời nghèo này mà sống trong sạch, lo tu tập đạo đức thì chắc ăn trong cuộc đời này. Bởi vì tiền tài của cải vật chất nó chỉ là vật ngoài thân thôi, vật ngoài thân không có cái gì gọi là quan trọng hết chị. Nếu người nào đeo tiền tài danh lợi trong đường tu này mà còn đắm chìm theo nó, thì chẳng khác nào là con phù du, chẳng khác nào là con giả tràng. Con giả tràng, Đức Thầy cho biết là con phù du hững hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô. Thấy bóng đèn là nó nhất định nó chung vô, nhưng mà thảm thương thay, chết héo chết khô, nhìn đèn nọ thấy màu phù du. Hay không? Kệ phiên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy, giống xe cát biển đông thường thấy, tên giả tràng rất uổng công trình, khi nước rồng nhờ lúc bình minh, mà lúc nước lớn thì cát kia tan rã. Muốn nói rằng con người trên thế gian này tạo của cải vật chất cho nhiều đi, nhưng mà cuối cùng chết rồi bỏ lại hết, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hồ non, chỉ có tội phước hỡi còn. Tội với phước mới đem theo đâu quý vị. Vì đây là hai cái mà khi chúng ta chết đem theo được. Nếu phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thê, chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toán. Vậy thì bây giờ trụ hình tu tập lại, ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dạy không linh hồn. Nếu hôm nay chúng ta bước vào cái con đường quy y theo Phật mà chúng ta tu tập công đức, thì hôm nay cái tội nó mất hết, mừng mà cái phước nó còn hoài, thì không còn mắc nẻo dạy không linh hồn, nghĩa là chúng ta ra được cái con đường luân hồi sanh tử. Ở cảnh thế gian này không có gì vui trơn á. Đức Thầy cho biết là cảnh dương gian muôn thảm ngàn sầu, ngó dạng vật đài lầu chẳng có, sông với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đặng nào, ai biết đường hãy sớm tẩu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi. Nếu biết con đường là khổ đau như vậy thì hôm nay tẩu đào tức là chạy trốn, mà chạy trốn ở đâu? Thầy kêu mà kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi. Bởi vì theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc đế xử phân, lại dựa kề bệ ngọc các lân cảnh phú quý là nhờ ơn Phật tổ. Như vậy thì chúng ta mau sớm gấp để tu hành, để chi? Để chúng ta sẽ vào cái hội long qua. Như vậy thì sau này cái người hung dữ sẽ bị xử, mà xử một cách là chết đau đớn quý vị, đau đớn. Đau đớn mà muốn Phật cứu độ cũng không làm sao cứu được. Tại vì thầy hối mình rồi, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung kẻ gian ác, đến sau tiêu diệt. Cái người gian ác là đến sau tiêu diệt. Như vậy thì bây giờ ví dụ như chúng ta trồng một liếp rau đó, mà hiện bây giờ đó là rau có rồi cỏ có, chúng ta tưới phân, nhưng mà rau cũng ăn phân rồi cỏ cũng ăn phân, nhưng mà đến cái ngày thu hoạch thì ông chủ lại nhổ rau bán, mà cỏ là phải xịt thuốc cho nó chết. Như vậy thì hôm nay muốn nói rằng người hung, người hiền, người tu, người không tu đang sống trong cái cõi ta bà này, nhưng mà khi đến cái ngày long qua khai mở rồi, cái ngày tiên Phật đáo ta bà, thì chọn lựa cái người hiền, chọn lựa cái người có tu, còn cái người không tu thì nhất định phải tiêu diệt, tiêu diệt quý vị. Phải không? Sau này nhiều cảnh chết chóc lắm. Nói ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi rắn rít có vui đâu, là rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Còn hổ lang thì ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đoan. Ai mà ăn ở nghinh ngang là đón đường nó bắt xét đang sát hồn, không chạy đâu khỏi trơn. Sau tà tinh ăn sống nuốt tươi nữa chứ. Đó, nghe nói có ông Phật về Hòa Hảo chạy ngang tới cái giàm nao thì thôi, rọc ông Năm cũng nổi lên nữa, phải không? Con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Cái người hung mà nó nuốt, cái người hiền nó không nuốt. Bởi vì người tu thì tú ấy cúi đầu, người không tu niệm ngõ hầu nó ăn. Như vậy thì cái người mà không tu, cái người làm ác đúng cái thời kỳ rồi, thì dầu có chạy đâu cũng chạy không khót nữa, không làm sao tránh khỏi. Ngay trong lúc đó là cái thời kỳ bị tiêu diệt. Nước thì cháy lụng, nước thì dưng, mà lửa thì cháy tới mỏ ông két. Đức Thầy nói với ông Miệng Đài: nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho, thế sự lấy lừng nạn ta.
Khi mà Đức Thầy cho biết sấm vang thì lỗ bản vàng, sấm mà nổ rồi đó là cát bay đá dại, là con người mình là lỗ tai bị nổ hết. Đá cục nào cũng nấy chừng vài chục tấn, mà đem cái bàn tay nhỏ bé của mình đỡ có nước mà nhẹp xương luôn. Lúc đó là chỉ có trời Phật mà cứu mình thôi quý vị, phải không? Lúc đó là sao? Đức Phật mới dùng phép màu mới lập lại Thượng Quân đó. Cho nên Đức Phật mới dùng cái phép mới cứu độ mình được. Như vậy thì muốn nói rằng cái người không tu thì sau này nhất định phải xử trong cái thời kỳ loạn lạc và chết chóc trong cái thời kỳ cuối. Còn cái người tu, à, cái người tu được ban thưởng. Như vậy thì cái người tu là được sao? À, Đức Thầy cho biết sau lập hội thì già quá trẻ. Ô, cái người già mà quá trẻ, cái này mới độc đáo à. Khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn, cái chuyện này lạ lùng chưa từng có. Cái người già mà quá trẻ ở trên thế gian này chưa có một người làm được. Tôi nói quý vị nghe, nếu mà lợi thẩm mỹ viện đó, cùng lắm cắt môi, cắt mỏ, cắt cái gì không biết ha, đầu đen này đó, sơn lên cho nó màu vàng, màu gì đó, nhưng mà nó không có trẻ được quý vị. Tại vì sao? Vì cái định luật vô thường, có người sanh đó là già, già rồi bệnh, bệnh rồi chết, phải không? Mà kể cả khoa học nó cũng đều phải bó tay đó. Khoa học đều phải sức lên trời xuống biển có thừa, nhưng thiếu sức ngăn ngừa bệnh lão. Nó nói lên trời xuống biển nó đi được đó, nhưng mà ngăn ngừa bệnh lão nó ngăn không nổi. Tại vì đây là một cái định luật mà con người có mặt trong cái cõi ta bà, sanh ra phải già, già rồi phải bệnh, bệnh rồi phải chết. Nhưng mà cái người có tu già quá trẻ đó quý vị. Đó, cái người mà tóc bạc trở thành tóc đen, ở cái thân tứ đại trở thành cái thân kim cang, cái thân bằng vàng rồng, 32 tướng hảo, 80 nét đẹp. Quý vị thử hỏi coi. Cho nên Đức Thầy cho biết là lão giả hậu quy nhân ấu giả mà ly kỳ thiên định dĩ thiên la. Có phải là lạ lùng không? Chưa từng thấy, phải không? Đó, cho nên nó sau này mà cái người mà được vào hội Long Hoa rồi, già tự nhiên quá trẻ, xấu mà trở nên đẹp, thân tứ đại mà trở nên cái thân vàng rồng. Như vậy thì chắc ăn mà lại được nha Phật thuyết khác. Đó, thiên tàu đã xác định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ quan này, say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, nên luật trời đà trị tội. Lúc đó luật trời đã chỉ tội người không tu, xét kẻ thiện căn thì ít, người thì tội ác quá nhiều. Cho nên chư Phật nhủ lòng từ bi, cùng các vị chơn tuyên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá, bớt tội căn, kiếp đến Long Hoa chầu Phật. Mà cái người mà tu tập rồi được Long Hoa chầu Phật thì trước biết rõ luật trời thưởng phạt. Đó, biết rõ luật trời thưởng phạt, sau này sẽ có cái luật trời thưởng phạt. Thiên hoàng cũng mở các lân, địa hoàng cũng mở mấy từng ngục môn, 10 cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian, ấy là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Như vậy thì sau này nó sẽ trừng trị những người không có tu đó. Rồi lúc đó là cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, tức là có được cái nhân duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, Phật thuyết pháp à. Rồi kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả, sau mới làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Như vậy thì dự hội Long Hoa xong, nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp, sau Di Lặc Phật ra đời, thuyết ba tràng pháp độ rài chúng sanh, phước duyên thọ mạng huệ tăng Long Hoa gì, phước duyên thọ mạng huệ tăng. Cho nên ngay trong lúc đó là nghe Đức Phật thuyết ba tràng pháp, mà cái căn cơ mình tu tập đã sẵn rồi, ăn hiền ở lành rồi, tâm mình được thanh tịnh, thì nghe Phật thuyết ba tràng pháp phá vỡ, nổ vô minh liền quý vị. Vô minh lúc đó tiêu mất hết trơn, là ngay trong lúc đó mình đắc đạo. Thì ngay trong lúc đó là sau làm dân Phật quốc, kiến diện bậc chân tư là thấy được ông thầy chân chánh, là muốn thấy thầy, thầy của mình trở về, phải không? Thấy thầy của mình trở về thì sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Vậy thì cái người tu vào hội Long Hoa rồi, sau đó thay hồn đổi xác rồi, nghe được Phật thuyết pháp thì sẽ về bên cực lạc. Mà nói tới cực lạc chỗ này phải độc đáo quý vị. Cái cảnh giới bên cực lạc nếu còn thì giờ mà diễn tả thì không thể nào mình diễn tả hết được. Lớp nào là bảo trì nè, bảo địa nè, bảo liệu, bảo điểu nè, rồi bảo liên, bảo liên, rồi bảo thủy, bảo lâu, bảo giống, tức là tám cái báo mày này mà ở trên thế gian không có gì. Không có thì giờ để chi tiết, không có thì giờ để chi tiết. Như vậy thì muốn nói ngắn gọn thêm để chúng ta biết rằng cái giá trị của cái người dân ở cực lạc. Có một lần ông A Nan mới hỏi Đức Phật, ông nói bạch Đức Thế Tôn, cái người ở cõi cực lạc quý báu như thế nào? Đức Phật mới nói tôi hỏi ông, như vậy thì 1000 người ăn mày có so bằng một vị chuyển lưng thách dương hay không? Ông A Nan nói 1000 người ăn mày thì làm sao mà so bằng một vị chuyển lưng thánh dương được? Thì Đức Phật mới hỏi 1000 vị chuyển lưng thánh dương có bằng một vị ở cõi trời đế thích?
Thì ông A Nan mới nói 1.000 vị chuyển luân thánh vương cũng không làm sao so với một vị cõi trời Đế Thích. Thì Đức Phật mới nói 1.000 vị cõi trời Đế Thích không bằng một người ở nước Cực Lạc của ta. Như vậy thì thử hỏi cái người ở nước Cực Lạc, cái giá trị nó quý báu như thế nào mà chúng ta tu tầm thường, chúng ta là cái người ác có về được không quý vị? Không thể nào về được. Cho nên không thể nào về được. Chúng ta tu tập làm sao mình phải có đủ nhân đạo, rồi có đủ từ bi, rồi thương nhân mến vật. Tu làm sao mà phải nói là không còn thiếu một cái gì mà Đức Thầy chỉ dạy đó. Thì ngay trong lúc đó là chúng ta mới về được Cực Lạc. Mà về Cực Lạc rồi là thôi, khỏi cần lo. Về Cực Lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày, là ngày ban thưởng công tu đó quý vị. Cảnh Tây Thiên Báo Ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tìm nơi an dưỡng. Như vậy thì ở bên cõi của Đức Phật không còn lo gì hết, không còn lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo nghỉ, không còn lo cái cảnh sanh già bệnh chết. Tám điều khổ qua bên Cực Lạc nó sẽ trở thành tám điều vui, và tám điều vui đó gọi là Cực Lạc, phải không? Tức là tột vui. Nếu có thì giờ mà diễn hết cái cảnh Cực Lạc, phải nói là mình ham, mình buông bên đây, mình về bên liền quý vị, phải không? Như vậy thì cái mục sau cùng đó, tức là mục đích của Hội Long Hoa, tức là thay đổi cục diện hiền còn giữ mất. Đó, rõ ràng là hiền còn giữ mắt. Như vậy thì đến cái thời này là 2015 rồi, còn cái gì nữa đồng đạo ơi? Bây giờ tranh thủ thầy hối mình, mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này, còn có lập thân hội này một cái cơ hội sau cùng này. Cho nên mau mau, tức là lẻ lẻ để tu tập, hay là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Tức là cái Hội Long Hoa khai mở rồi, báo ngọc lộ lên, đền đài lộ vẻ, phải không? Cho nên ngay trong lúc đó chúng ta phải tu tập cho gấp, để gì? Để chúng ta mới vào trong đó, mới có mặt trong đó, mới thụ hưởng được. Còn hôm nay mà chúng ta còn trì trệ, còn đeo theo của cải vật chất, vậy thì tu gấp, tu mau, tức là những gì chưa làm thì chúng ta làm liền. Tức là hồi trước tới giờ tu lâu quá, hình như mình thấy mình còn ích kỷ, hay là mình thấy mình còn phạm vào điều ác, mình chưa làm được trọn lành, hay là còn niệm Phật ít quá, thì hôm nay chúng ta tranh thủ cái thì giờ còn ít ỏi là chúng ta ráng mà làm. Tại vì cái thân này là vô thường, biết nó chết nay sống mai. Nếu hôm nay chúng ta ngủ thức dậy 3 giờ khuya thức dậy, thấy mình còn sống, còn thoát được đôi dép vào, thì nhất định phải cúng. Cúng xong phải niệm Phật. Ngày mai chúng ta tiếp tục cái công việc làm đạo đức của mình. Cái giờ này là cái giờ tu gấp, cái giờ tu mau, cái giờ tu lẹ, chứ không phải cái giờ để cho mình lo cái danh lợi cái gì. Cái thời gian này là cái thời gian để xin thêm Đức Phật, xin thêm để cho mình tu tập, chứ cái thời gian đã hết rồi quý vị. Đức Thầy cho biết là Hạ Nguyên nay đã hết đời. Tại sao nó hết đời mà còn? Còn ở đây là còn cái thời gian xin thêm đó. Chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Dương khó đứng khôn ngồi, thảm thương lê thứ mắt hồi giáng trưng. Trước đền mắt ngọc lị rưng, quý yêu bá tánh biết chừng nào nguôi. Làm sao cho giả được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Ông vua Minh Dương ông quá thương, cho nên nó Ngọc Hoàng vũ sổ rồi, nhưng mà lại với Phật cầu xin cứu trần, tức là xin lại một khoảng thời gian. Mà 2.000 năm rồi, bây giờ xin nó lố 15 năm rồi quý vị ơi. Trong một giáp ân cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Đức Thầy mở đạo năm 1939, xin một giáp, tức là 60 năm. 6 giáp nhân với thập can chi là 60 năm, cộng lại phủ đầu là 2.000 năm. Mà bây giờ nó lố rồi, lố tới 2015, không biết 2016 mình còn tu được không, phải không? Bây giờ thằng Trung Quốc quý vị thấy nó lâm le, nó cho mình tu nữa thì tu, mà nó không cho coi chừng à. Đức Thầy cảnh báo mình biết rồi, sóng bể cuộn phương đông, chừng nào mới cho xong câu ấy nhân dân hỏi, phải chờ lệnh thiên công. Đây là phải chờ ấn định của trời thôi, chứ không còn nói gì nữa trời. Cho nên cái thời kỳ này không biết tới giờ nào, khắp thế giới binh lương cụ túc, quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đầu, lòng bác ái mà động tình rau rơi nước mắt, thấy không? Cho nên Đức Thầy hỏi mình là mau chân bước đến Long Hoa hội chầu Phật và vui cõi đại đồng. Bây giờ mau lẹ lên, cái gì chưa làm chúng ta làm liền, cái gì chưa bỏ chúng ta bỏ liền. Nghĩa là cố gắng tranh thủ sắp xếp từng giờ, không phải từng ngày, từng phút, từng giây, mà từng giờ, từng sát na đó quý vị. Chúng ta tranh thủ với thời gian, lúc nào chúng ta thấy tu tập được cái việc gì thì chúng ta làm liền, nếu không là trễ, phải không? Tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ mà nó trễ quá thì không được. Chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng người hung kẻ gian ác, đến sau tiêu diệt. Đó, thì kính thưa quý vị, đồng hồ đã điểm chắc có lẽ là cũng hơn một tiếng đồng hồ. Như vậy thì Bửu Liên muốn trình bày thêm nữa cũng không được, tại vì lố cái thì giờ của chư đồng đạo chúng ta còn giải đáp nghi vấn. Vậy thì Bửu Liên trình bày cái đề tài tu mau để kịp Hội Long Hoa, đến đây cũng tạm dừng và vừa kết thúc cái đề tài.
Và trước khi kết thúc cái đề tài, Bửu Thiên cũng thành tâm đốt nén hương lòng, nguyện cầu chư Phật mười phương, quay linh của Phật Tổ Phật Thầy, cầu cho toàn cả chư đồng đạo chúng ta thân khỏe tâm an và tinh tấn tu hành trên con đường đạo hạnh thanh cao của Phật Pháp, đến ngày dự hội Long Hoa đồng có mặt để được Đức Thầy ban thưởng xứng vị xứng ngôi. Xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.